ông Phan Đình Trạc và Nguyễn Xuân Thắng được bầu vào ban bí thư, trưởng ban nội chính trung ương và giám đốc học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được bầu vào ban bí thư. Ngày 6 tháng 10, tiếp tục chương trình hội nghị lần thứ 6, ban chấp hành trung ương đảng dưới sự điều hành của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thảo luận bầu bổ sung hai ủy viên ban bí thư khóa 12. Hai nhân vật mới là ông Phan Đình Trạc, ủy viên trung ương đảng, trưởng ban nội chính trung ương, phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng; ông Nguyễn Xuân Thắng, ủy viên trung ương đảng, giám đốc học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phó chủ tịch hội đồng lý luận trung ương. Ông Phan Đình Trạc, 59 tuổi, quê xã Diễn Lộc, Diễn Châu, Nghệ An. Ông có bàn cử nhân lực, từng học Đại học An ninh, được Bộ Chính trị phân công giữ chức trưởng ban nội chính trung ương vào cuối tháng 2 năm 2016. Ông Trạc là ủy viên trung ương khóa 11, 12, đại biểu Quốc hội khóa 11, 12, 13, ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội khóa 13. Ông nguyên là giám đốc Công an Nghệ An, chủ tịch tỉnh Nghệ An, bí thư tỉnh Nghệ An. Từ tháng 1 năm 2013, ông được điều động làm phó ban nội chính trung ương. Tháng 1 năm 2015, ông được cử làm phó trưởng ban thường trực, tạm thay ông Nguyễn Bá Thanh điều hành giải quyết công việc của ban nội chính khi ông Thanh đi điều trị bệnh rối loạn sinh tủy. Ông Nguyễn Xuân Thắng, 60 tuổi, quê ở Thanh Chương, Nghệ An, là giáo sư, tiến sĩ kinh tế, ủy viên trung ương khóa 11, 12. Ông hiện là giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ông Thắng từng là phó viện trưởng kinh tế và chính trị thế giới, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Từ năm 2007 đến năm 2011, ông được bổ nhiệm làm phó chủ tịch, rồi chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, nay là Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Đến tháng 4 năm 2016, ông được phân công giữ chức giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, thay ông Tạ Ngọc Tấn sang làm phó chủ tịch, nguyên chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương. Danh sách ban bí thư khóa 12. 1. Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 2. Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, được thông báo trong thời gian điều trị bệnh vào đầu tháng 8. 3. Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tham gia Thường trực Ban Bí thư đầu tháng 8. 4. Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. 5. Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. 6. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương. 7. Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Bộ Chính trị phân công tham gia ban bí thư từ tháng 6 năm 2016. 8. Ông Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. 9. Ông Nguyễn Văn Nên, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. 10. Ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. 11. Ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương. 12. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.